Chào các bạn. Thì có vài bạn thì có nhắn tin hỏi mình là giảng về cái bài tập mà mình đã đưa cho, thì có mấy bạn vẫn đang bị missing cái phần này, cho nên là mình sẽ giải mẫu cho các bạn một bài. Thì trước khi mà giải mẫu thì mình đi nhắc lại cái kiến thức mà ở trên lớp thầy đã dạy. Là thì ở đây mình cần chú ý một cái vài cái kiến thức ở trong cái lecture này để mà làm được cái bài tập này của mình. Thì đầu tiên là mình sẽ chú ý về class object, constructor, destructor và UML last diagram, ký hiệu. Thì đầu tiên mình đi xem lại là class object là gì. Class object có nghĩa là khi mà các bạn class là định nghĩa cho một cái thực thể nào đó. Ví dụ khi bạn muốn lưu trữ một thực thể như trong cái slide này là bóng đèn, thì mình sẽ có một cái class về bóng đèn, có những thuộc tính của bóng đèn như là volt, ampere, của nó bao nhiêu, volt nó bao nhiêu, rồi hạn sản xuất, hạn sử dụng, ví dụ là như vậy. Đó, cái những cái đó gọi là thuộc tính của bóng đèn. Còn những cái khi mà bóng đèn mình mở bóng đèn lên, mình tắt bóng đèn, thì mình sẽ set thuộc tính cho nó là đang mở hay là hiện là đang tắt. Thì những cái hành động mà mở bóng đèn hoặc tắt bóng đèn gì đó, mình gọi đó là những phương thức của class. Thì bạn chú ý là những cái mà thuộc tính thì nó sẽ lưu trữ giá trị của class, còn những cái mà hành động của class mình sẽ gọi nó là method. Rồi này, ví dụ đây thì mình sẽ có cái class là bóng đèn ha. Và private này là ký hiệu, là cái chữ để định nghĩa cho nó là một thuộc tính chỉ có cái phạm vi ở trong cái lớp này thôi. Khi nào mà cái chữ đó nó thành chữ public như thế này á, thì ở bên ngoài sẽ truy cập được. Còn truy cập như thế nào thì lát mình sẽ làm bài mặt mẫu để mấy bạn hiểu hơn. Thì ở đây mình sẽ có thuộc tính là gì? Line nè. Và cái method là turn on và turn off. EON. Thì ở đây có hai cái method: turn on thì sẽ line bằng true, còn turn off là line bằng false. Và EON có nghĩa là check coi cái bóng đèn này có đang mở hay không, sẽ return lại cái biến line này. Ok. Tiếp đến là mình sẽ nhắc về thì cái này, khi mà cái này là định nghĩa định danh một cái thuộc tính, là đầu tiên là modifier, tới data type và tới cái name. Modifier là nó có hai loại chính, đó là private và public, và một cái nữa là protected. Thì để xuống dưới đây mình sẽ giảng kỹ hơn, mình sẽ nói lại kỹ hơn. Ok, bây giờ mình đến cái phần constructor này. Constructor là gì? Constructor là một cái hàm dựng khi mà bạn khai báo một cái instance, một cái instance của một cái class. Thì khi đó nó sẽ gọi tới đâu? Nó chính là nó sẽ gọi tới hàm constructor này. Đây là một cách khai báo nè. Thì khi mà mình khai báo một cái bóng đèn B này, mình đặt tên là B, thì nó sẽ chạy vào cái hàm mà mình đã gọi ở phía bên, mình đã tạo ở phía bên trong. Nó giống như thế này, là tạo ra một cái, nó sẽ chạy vào cái hàm y chang cái tên này đó. Nó chạy vào cái hàm này và nó tạo ra một cái bóng đèn có giá trị like là false. Còn nếu mà các bạn muốn truyền tham số ngay lúc đầu, là muốn cái bóng đèn này không, nó đang là sáng luôn, vừa tạo ra nó là sáng rồi, thì bạn cái truyền vào đây là một cái thuộc tính like và set nó là false. Thì ở đây mình chỉ cần truyền vào như thế này thôi. Đó. Để như thế này thôi thì có nghĩa nó sẽ chạy cái này vào.
chạy cái này vào, nó gọi tới hàm dựng. Trong cái hàm dựng này, trong một class đó, thì sẽ có nhiều hàm dựng nhưng mà sẽ trùng tên, nhưng các thuộc thuộc cái tham số mà nó truyền vào sẽ khác nhau. Nếu mà mình để hai cái y chang vậy là có bị lỗi liền. Rồi, ok, hàm dựng là nó có công dụng là như vậy. Rồi tới hàm dựng thì sẽ có hàm hủy, thì trong C# nó hỗ trợ mình cái hàm hủy. Thì khi nào mà mình dùng hàm hủy, khi mà mình muốn xóa bộ nhớ hoặc là đóng file, đóng đóng kết nối socket hay là database server, thì mấy cái đóng này và mấy cái này thì trong khóa này mình chưa học tới, cho nên là mình chỉ học qua là mình chỉ biết là nó sẽ xóa đi cái biến đó thôi cho bộ nhớ. Tiếp tục là mình sẽ đến cái modify hồi nãy. Cái từ modify đó là cái phương thức truy cập, nó có nghĩa là nó sẽ có hai dạng, ba dạng, đó là public, private và rotating. Thì public nè các bạn thấy ở đây là một cái thuộc tính được public, thì có nghĩa là khi mình tạo một cái server này ở bên ngoài từ cái last server này thì mình sẽ gọi được cái biến member này, member one gọi được. Nhưng mà cái thuộc tính member to này là để mình để private, thì mình sẽ không thể nào mà mình gọi nó ra. Cũng như thuộc tính thì class cũng vậy, method nó cũng như vậy. Thì method do one nè thì là set public, thì ở đây public mình gọi được, nhưng mà private do to thì mình không gọi được. Ok, tiếp tục. Và ký hiệu ở trong ký hiệu của những cái này ở trong ở bên trong cái UML thì private á, thì mình để dấu trừ, protected là để dấu thăng và dấu cộng là public. Protected là những method mà nó sẽ hàng khi mà bạn học về bài số 3 của OOB lecture số 9 thì mấy bạn sẽ được biết về cái protected nó có ý nghĩa như thế nào. Ở đây mình chỉ nói những cái cần thiết cho bài tập thôi. Rồi, như đó là đủ để mà mình có thể mà mình hiểu được cái bài tập rồi. Thì qua đây mình sẽ giải mẫu cho các bạn bài số 8 này. Thì ở bài số 8 này nó kêu cái gì? Nó kêu là sẽ có một tạo ra cái last book và last author. Trong đây là book sẽ được viết bởi một và chỉ một author, một và chỉ một author. Nhưng trong thực tế thì book có thể viết được bởi một và nhiều author khác. Hãy modify cái book class này để hỗ trợ để tạo ra một hoặc nhiều author. Ok, có nghĩa là gì? Trong bài này nó muốn mình hiểu là, mình xem cái UML nè. Đây, trong bài này mình sẽ có một cái last book. Đó, đây là một cái UML của book. Và ở đây là một cái UML của author. Thì author nó có name, email, gender là những dấu trừ nè. Có nghĩa là thuộc tính là private nè. Và những dấu trừ bên này cũng thế. Book thì nó sẽ có những thuộc tính private là name, author, price, quantity. Các bạn phải để ý được cái kiểu dữ liệu của nó. Ví dụ như thằng author thì name là string, email là string, gender là char, và netbook là name là kiểu dữ liệu là string. Và book author sẽ có cái kiểu dữ liệu là author là hai cái dấu ngoặc vuông này. Có nghĩa là trong cái đề này muốn nói là các bạn hãy tạo ra một cái book nó có thể được viết bởi một hoặc nhiều người. Tức là một quyển sách nó có thể có một người thôi, nó có thể có nhiều người. Price là kiểu double, quantity là kiểu in, và giá trị mặc định là không. Ở đây là mình có những cái hàm book này, là truyền vào string, truyền vào author và price, và book name
author write quantity get name get author get write set write with đó. Đây là những cái hàm mình cần định nghĩa nè. Những cái hàm này hãy để dấu cộng nè, có nghĩa là nó là public hết. Và ở đây nó có ghi cái gì? Mình đọc lại cái đề. The constructor, cái hàm dựng sẽ nhận một cái mảng author thay vì là nhận một cái instance author thông thường. Thì trong cái design này thì mỗi quyển sách là một constructor và không thể add hoặc remove author. The toString method nghĩa là phương thức toString này sẽ trả về một cái dòng như thế này là book name là gì, author là những người nào và write quantity là gì. Và mình được yêu cầu là viết cái code cho book này và sử dụng lại cái last author đã viết phía trên. Thì cái bài 7 nó đã có một cái author này rồi, nhưng mà mình đang muốn làm bài 8 cho nên là mình phải định nghĩa lại và viết một cái test driver college textbook to textbook class. Ok, textbook này giống như là cái last program của mấy bạn chứa hàm main vậy đó. Ok, bây giờ mình bắt tay vô làm ha. Mình sẽ làm đây. Lúc đầu mình sẽ cần định nghĩa cái gì? Mình sẽ tạo một cái class ra. Đó là last book, last author đi. Author này .cs. Rồi, nó tạo sẵn cho mình rồi. Mình có những thuộc tính gì? Coi. Mình có những thuộc tính, mấy bạn coi cái UML này nó sẽ rõ ràng hơn là những dòng chữ ha. Tại vì UML là để người ta ký hiệu cái đề bài cho người ta dễ hiểu. Thì ở đây author nó có ba cái thuộc tính là name, email và gender. Thì mình sẽ tạo ra public. Nó để private nè, thấy không? Private cho nên là mình sẽ để nó là private. String email cũng là string và tên là character string string name write string emails write try gender. Tại sao cái kiểu try này là gender? Thì có thể là người dùng chỉ muốn lưu là gender là một là nếu mà nam là m còn nữ là f. Ok, thì đây à, ở đây mình có một cái hàm dựng nè, author này. Thì mình phải khi mình tạo ra một cái biến gì đó, mình phải xét giá trị mặc định. Không thôi là cái biến này nó tạo ra là nó đang là undefined, nó đang là kiểu giống như nó chưa gán một cái bất kỳ value nào vào á. Có thể là nó sẽ chứa một cái giá trị của bộ nhớ là một giá trị rất là bất định, cho nên là mình phải gán lại nghe bằng. Nó có thể chứa bất kỳ giá trị nào, cho nên là mình cái này rất là nguy hiểm nếu mà mình tạo ra, hoặc có thể gây lỗi chương trình nữa. Cho nên là mình sẽ dán giá trị mặc định. Ví dụ ở đây gender, mình sẽ tạo cho mặc định nó là male đi. Ok, rồi như vậy là define xong last author. Giờ mình đi tạo một cái last book. Yes, ok, mình sẽ có những thuộc tính gì? Private hết nè, name, author, write, quantity, string, triple in. Private, string, name, private, author, in, quantity nè, private,
số lượng, đức bộ là giá này. Và cái thuộc tính cuối cùng các bạn để ý ha, ở đây nó là có kiểu dữ liệu là author và cái dấu hoặc vuông là định nghĩa một cái mảng author. Mình sẽ để tên biến là author s, thì cũng như last author thì mình cần phải định ra giá trị mặc định. Giá trị mặc định là giá trị mà khi mình khởi tạo một cái instance từ cái last này thì nó sẽ nhảy vào cái hàm này, nó khởi tạo giá trị mặc định. GP số lượng là 0 chẳng price số lượng là 0 luôn, giá tiền là 0 dịch chẳng author. Thì á, trong hàm trong cái hàm khởi tạo này mình sẽ set trong đề bài á, nó gọi là nó sẽ kêu mình trong trường hợp thiết kế này thì một quyển sách instant là một hàm dựng và bạn không thể nào mà thêm và remove cái author này. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là bạn có hai cái hàm dựng nè, book nè, name string author và book name string author write quantity. Thì khi mà bạn truyền một cái author gì ở đây, một cái mảng author gì ở đây, tức là cái author trong này sẽ cái book này nó sẽ có author như thế và không thể nào mà remove hoặc là add thêm một author nào khác vào. Thì đây chỉ là một cái trường hợp giả định thôi, chứ thật ra trên thực tế thì không ai làm gì hết. Thì ở đây mình, đây là hàm dựng mặc định cho nên là mình sẽ tạo ra một cái new author và thì á, khi mà các bạn khai báo mảng hay gì á thì các bạn luôn luôn phải khai báo cấp bộ nhớ cho nó là bao nhiêu phần tử của một cái mảng. Ví dụ mấy bạn khi mà mấy bạn khai báo một cái mảng in đúng không, hôm bữa mình có giảng bài cái mảng in erase, thì mình khi mà mình khai báo new in như thế này mình sẽ có những cái số đằng sau 2, 3, 4, 5 gì đó. Khi mà bạn để dày nó sẽ tự biết cấp 3 phần tử vào trong này mà mình không cần phải ghi nữa. Nhưng mà khi mấy bạn không ghi cái này thì mấy bạn phải để số 3 như thế này để nó biết là phần cái mảng in này nó có 3 phần tử. Ok, thì cái đó là mình khai báo thôi. Lúc nào cũng vậy, mình phải khai báo trước khi mà để nó không có bị giá trị null đó. Nó cũng giống như Pascal vậy, xài cái gì khai báo cái đó, khai báo trước. Rồi ở đây mình viết thêm hai hàm dựng là theo đề bài nè. Ở đây có một hàm dựng label với ba cái thuộc tính như thế này, một hàm dựng 4 thuộc tính. String nè, name, tree name in quantity, double price, author. Author này thuộc dạng gì? Author này là author list, cho nên nó thuộc dạng mảng nên là phải để như thế này. Thì mình sẽ gán lại em sẽ bằng em. Ở đây có nghĩa là gì? Ở đây có nghĩa là this này đại diện cho cái last book này, thay vì nó là book.name. Nhưng mà trong cái last thì mình sẽ gọi chữ this này nó đại diện cho cái last. This.quantity sẽ bằng quantity. This quantity là của last, còn quantity này là quantity trên này. This.price sẽ bằng price và this.author sẽ bằng author. Thông thường người ta đặt tên giống như vậy nè để cho mình dễ quản lý, bởi vì hàm this nó đã phân biệt cái this trong name này và cái name ở phía ngoài truyền vào. Thì mình có một cái hàm 4 thuộc tính và một hàm 3 thuộc tính đúng không? Bỏ đi cái quantity, ok. Nhưng mà bạn đang để ý nè, ở đây nó không có để quantity, nhưng mà quantity đây mặc định là không nè, cho nên mình phải hiểu là khi mà tạo cái hàm này chắc chắn là quantity sẽ bằng không, còn tạo cái hàm này thì nó sẽ tương ứng với lại quantity mà người ta truyền vào.
cho mô hình tiền cho để bằng không. Đó, tức bây giờ mình sẽ có ba hàm dựng rồi ha. Ok, mình sẽ xử lý tiếp này. Mình phải có get name, get auto, get price, set price, get quantity, to string. Ok, giờ mình sẽ viết là body get đúng không? Get name, get auto, get price. String get name này. Thì mình sẽ, bởi vì hàm get name nghĩa là lấy tên thì phải mình phải trả gì về cho nó, cho nên là mình phải return về một cái string nào đó. Cái string đó là gì? Phải biết chấm em thôi. Đó. Get name, get auto, get price. Get auto này trả về cái auto. Các bạn nhìn nhìn cái hàm người ta định nghĩa. Cái đằng sau này tức là cái người ta cần trả về. String get authors. Ủa lộn, kiểu author là trả về mạng cho nên là mình có thể return về audit.author. Price Right thì mình sẽ trả được một cái double. Nên mình sẽ return this.price. Ok, click cái hàm set. Vì hàm set là một cái hàm set giá trị, là set giá trị từ bên ngoài vào bên trong cái class, rồi trong cái instance mình đang set. Cho nên là nó sẽ truyền một cái trị gì đó. Ví dụ đây set name thì sẽ truyền một cái name mới. Thì mình sẽ this name sẽ bằng cái name mới này. Tương tự như vậy thì mình có set price string. Oh, set price double. Rồi, double là this.price sẽ bằng price. Và set gì nữa? Set quantity to string và get outer name. Set quantity này. Set quantity in quantity. Chấm rồi. Ok, to string, cái hàm to string này người ta sẽ trả về một cái string, bắt mình sẽ trả về một cái chuỗi như thế này, có cả author như thế này, và nó ở trên đây nó có kêu mình là các bạn sẽ dùng lại cái hàm author viết ở trên, mà hàm author viết trên này nó đã có cái phần mà to string của author rồi. Author của to string nè. Cho nên là mình sẽ phải định nghĩa một cái author, cái hàm to string. Public void. Nhầm. Vì cái hàm này là hàm trả về nhỉ. Public void to string. Rồi mình sẽ return, hàm return cho nên là string. Rồi mình return về gì? Mình return theo cái format này: name, email, gender, mở hoặc vô cộng, đóng hoặc vô. Rồi mình sẽ name hai chấm cộng tên is.name. Rồi, sẽ đi ở đây là email is.email gender is.name.
Ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ thừa hưởng là cái hàm đó, mình sẽ kéo qua đây. Void string cho. String to string. Rồi, ok, to string. Mình sẽ return về cái này. Theo thằng này là gì? Book name author price quantity. Ok. Cộng hai cái này trước. Là book trước thì nó mới cộng. Cái này mình cũng missing rồi. Authors. Book thì có gì? Book thì name. Name, distance name. Rồi. Authors và distance authors. Rồi. Price và distance price chấm to string. Cộng distance quantity. Ok. Rồi, mình để mình kiểm chứng coi cái này nó đã hoạt động chưa. Public to stream. Nó nói mình cái gì này? Nghĩa là mình sai ở đâu đó rồi. Ok, hết lỗi rồi. Mình cần kiểm tra cho nó thì mình sẽ chạy cái gì? Mình sẽ tạo ra một cái log. Ở trong đề nó kêu là textbook. Textbook. Nên mình tạo ra log textbook. Chấm CS. CS cũng hay C#. Textbook này cũng giống như hàm RAM thôi. Thay vì mình sẽ chạy cái đó thì mình sẽ chạy cái hàm này này đó. Mình sẽ làm gì? Mình sẽ tạo ra một instance từ thằng book nè. Mình sẽ gọi hàm book new book đó nè. Khi các bạn thấy nè, thấy không, nó ghi một up 3 nè, tức là trong hà trong cái last book mình nó có ba cái hàm khởi tạo, hàm constructor. Book không là không truyền gì hết. Book thứ hai là truyền string double author. Book thứ ba là string in double author. Thì ở trong đề nó không kêu mình tạo ra cái là constructor là book mà không có truyền gì hết. Cho nên mình có thể xóa nó đi. Còn trong đây mình nó bắt mình phải truyền được. Ví dụ ở đây là mình nói truyền vô name nè. Đó, name là gì? Nè, mình kêu là Alice đi. Phải. Rồi tới price. Rồi là mình bán với giá 530. 530. Ok. Author. Author là cái biến. Author. Author đi. This author đi. Thì mình cần tạo, mình cần tạo ra cái list author này để mình truyền vào. Cho nên là mình sẽ tạo một cái author. This author bằng new authors. Đó, như thế này. Nè, nó kêu là khi mà khởi tạo mình cần phải định nghĩa size cho nó. Thì ở đây mình cần bao nhiêu, mình cho là hai người viết đi ha. Thì mình có hai người viết cho nên là mình phải gọi. Thì ở trong lập trình thì mảng nó là hai, nhưng mà nó sẽ bắt những vị trí của nó sẽ bắt đầu từ số 0. Mảng 2 thì vị trí là 0 và 1, mảng 3 là 0, 1, 2.
Cho nên là vị trí số 0 mình sẽ cho một author, nghĩa là author 1 sẽ bằng new authors. Ở đây mình truyền không truyền gì hết, có nghĩa là nó sẽ tạo ra một cái author không có tên. Vậy cho nên là mình viết thêm một cái hàm khác, author truyền name vào, rồi email vào, và gender vào, trust gender thì cũng như book thôi, mình sẽ chấm this name bằng name, this chấm email sẽ bằng email, và this chấm gender sẽ bằng gender. Ok, thì khi ra đây nó sẽ có cái hàm là truyền vào name này, mình sẽ để là John, email là abc@gmail.com, gender là nhớ là ký tự là phải dấu dấu phẩy thôi nha. Thì đây mình để chữ F đi, rồi join mà mail mà. Rồi sau này mình tiếp tục tạo ra một thằng author 2, bởi vì mình đang định nghĩa hai author đây là Mary và ABCD female. Rồi sau đó mình add row đây, this author vị trí số 1 là con Mary đó, author 2 rồi trong đây, ok ha. Đó, đây là mình tạo ra cái bút này. Rồi sau đó mình sẽ gọi cái hàm to string. Hàm to string nè, các bạn muốn biết cái hàm này nằm đâu á, các bạn đè vô nút Control trên Windows. Còn trên Mac thì mình đè nút Command ha. Command đó, nó nhảy vào cái hàm này. Tức là nó sẽ rin cái hàm này ra trong bút nè. Cái lát bút mình nghĩa đây. Ok, chạy thử nè, coi có lỗi gì không. Nó không gần gì hết. Thành công tức, thành công tức là a à, cái hàm này nè là hàm mình trả về kiểu string nhưng mà mình không có in ra, cho nên là mình giờ cần solize like. Các bạn nên để ý nha, có những hàm nó ở đây nó trả về kiểu void thì mình không để được cái gì đây hết, không để vô cái hàm này được, bởi vì yêu cầu của cái hàm này là bỏ vào một thằng string, bỏ một thằng string nằm trong này, còn cái này nó trả về một chuỗi string, cho nên là mình đúng yêu cầu của nó thì là nó sẽ có thể là in ra. Ok, mình trả lại. Ok. Nè, bạn thấy không? Đúng như cái mà mình ghi nè. Alice giá 530 và list author này. Author book nè, Alice author letter 7. Rồi author này nó rỗng. Author này nó rỗng. Try quantity thì đúng rồi ha. Author này nó rỗng cho nên là mình kiểm tra lại coi. Đây, nó ghi this author. Tại sao nó rỗng? Vì á, ở đây á là nó một cái kiểu dữ liệu là mảng author, cho nên là khi mình để như thế này nó không có in gì ra hết, mà nó in kiểu dạng mảng, kiểu là cái này từng phần tử trong này nó không biết là nó phải in thằng nào hết. Ví dụ ở trong cái lát này thì mình ở trong cái thằng bút này mình có hai author, nhưng mà mình ghi như thế này nó chỉ biết đây là một cái mảng thôi, nó không biết cái gì hết. Để làm sao mình có thể ở đây thì mình sẽ định nghĩa cho nó một cái string là info author đi. Info author mình sẽ cho nó bằng rộng. À, bằng bằng này không phải là rỗng nha, không phải là null,
cái này là mình khởi tạo cho nó một cái giá trị không có gì hết thôi, thì mình sẽ cho nó vô đây info. Rồi mình cần ghi vào trong cái hàng for, info for này mình sẽ dùng for in y bằng không, lại gặp dòng for tiếp tục và div.author.length để lấy ra. Thì ở đây mình có hai author, tức là len này nó sẽ là hai, y nhỏ hơn là y chạy từ không, y chạy tới một, và y lớn hơn hai là break khỏi vòng lặp. Y cộng cộng có nghĩa là ở trong này chạy hai lần thôi, thì info thôi này sẽ cộng, sẽ bằng info thôi bằng cộng tên cho auto biết chấm auto nè. Giờ mình lấy index ra, tức là mình để hàng y vào đó chấm, mình có hàng to string làm do mình viết đó. Rồi ok, để mình cắt cái này ra cho nó, cắt ra cho nó dễ nhìn ha. Ở đây cũng như vậy, cắt ra chế dấu rẫy và cắt ra. Ok xong, mình là mình đã có thằng author rồi đó. Chạy thử. Ok đây mấy bạn thấy chưa, đó nè, book name alias author là gầm name John, email như thế này, gender này, và author thứ hai là name Mary, email. So với cái nãy bạn thấy không, ở đây nó ghi là letter7.author, bởi vì mình không có cái hàm định nghĩa cái to string cho nó, nên nó chỉ biết là letter7.author thôi, mà nó không biết những thằng phần tử ở trong là cái gì. Bây giờ mình chạy vô dòng for, mình lấy từng phần tử to string ra thì nó được cái mảng, cái chuỗi như thế này, và nó cộng dồn lên nó thành những thằng như thế này. Ok, như là đúng yêu cầu đề bài ha. Ở đây mình có cái hàm get author nữa nè, author names. Thì mình làm sao, mình vào book book này, mình viết cái hàm dạ vậy get author names. Ok names, bởi vì làm get nên nó không truyền vào gì hết, nhưng mà nó sẽ return lại cái name của author, tức là return lại một cái chuỗi truyền. Ok, return lại một chuỗi truyền. Thì ở đây mình có cái this author này rồi ha, mình sẽ lấy name của nó, sau đó mình in ra. Mình in sao, mình cũng phải, ví dụ giờ mình trả về là name author, thì mình sẽ tạo ra một string for bằng rộng, sau đó mình lại chạy dòng for cộng dồn. Thì trong C# nó có hai kiểu lập nè, theo kiểu lập thông thường thì trên đây mình viết như là for này, thì còn có một cái kiểu lập thứ hai là for each. For each này sẽ cũng sẽ truyền vào cái mảng của mình cửa in. Thì trước tiên là mình phải tạo ra một biến author, là mình sẽ đọc nó là biến temporary, biến tạm, và chạy in this.author này. Đó có nghĩa là gì, có nghĩa là nó sẽ for hết những phần tử ở trong cái list.author này. Rồi author temp, ok temp này sẽ chấm name, get name đúng không? Ồ, mình không có name cho nên là mình phải định nghĩa nó, mình sẽ cho nó có get name. Thì á, ở trong trong C# á, nó không, nó sẽ có hỗ trợ cho các bạn hai cái hàm là get set như thế này, thay vì nãy giờ mình phải viết là get
Oh, name get price, set price, z1c, z1c. Thì ở đây mình có hai hàm get set như thế này. Đó, mình chỉ cần ghi vậy thôi ha. Rồi, mình chạy ra đây. Chấm. Vẫn chưa có này ha. Tem chấm. À. Thì á mình để private nè. Có nghĩa là cho dù mình có hàm get đi nữa thì hàm get này nó cũng có private. Cho nên là để mà các bạn có thể sử dụng private get set á thì mình phải chia nó ra làm hai thằng như thế này. Biến private thì mình để dấu ngày trước đi. Ở đây private thì không có get set. Get của thằng này thì sẽ bằng này sẽ bằng name và set này sẽ bằng hello. Sẽ khai báo là name bằng values. Chẳng phải. Ở đây cái hàm này nó có nghĩa là cái gì? Ở đây có nghĩa là khi mà mình gọi chấm name nó sẽ chạy vào get lấy cái thằng gạch dưới name này, underscore name này. Nhưng mà khi mình set name á thì nó sẽ lấy giá trị mà mình set đưa vào cái thằng name. Thì ở trong C# nó quy định get set là như vậy. Còn ở trên á, mình muốn các bạn ghi hàm get set như thế này để mấy bạn làm quen dần với lại cái method ở trong class để mấy bạn có thể tập quen dần. Ok, mình ở đây mình có get set ha. Nếu mà khai báo vậy mình nhớ khai báo như thế này nha. Ok, rồi. Mình sẽ quay lại chấm. Thấy không? Thì cái name mà mình set public đó, nó sẽ có name, nhưng mà cái gạch dưới name đó, underscore name đó, nó sẽ không thấy ở đây. Rồi, mình đã thấy được cái name nè. Thì mình cần một cái gì? Name author cộng cái bằng name author cộng lên. Ở đây mình có cái name authors rồi, giữa những cái author này sẽ có cái gì? Có dấu phẩy đúng không? Mình đã dấu phẩy vô. Ok. Rồi ha. Sau đó mình return cái name này. Ok. Rồi mình chạy lại thử nhé. Nhập nhập. Ở đây là mình to string nè. Ở đây mình có thêm một cái hàm khác gọi là get alternate author nhỉ. Mình thiếu hai cái dấu rồi. Ok. Tiếp thử. Đó, ok chưa? Ở đây nè, cái dòng nhỏ nhỏ này. Không phải đóng trên đâu ha, cái dòng này nè. Nè, nó gần cái to string là cái đóng này ở trên nè. Và cái John Mary là cái tên của thằng John Mary, thằng author là cái hàm get author name này. Thì á, khi mà mình khai báo cái author, cái for x hồi nãy mình chỉ á, nó sẽ rất nguy hiểm. Bởi vì khi mà bạn khai báo author thì cái số lượng author của bạn nè, nó phải lấp đầy cái vị trí mà mình đã khai báo. Có nghĩa là ở đây bạn khai báo 2 thì ở đây bạn phải khai báo 2. Khi mà bạn khai báo ở đây là ví dụ bạn khai báo 5. Nhưng mà trong mảng mình chỉ có add hai thằng thôi. Thì lúc đó nó sẽ chạy là cái gì?
đó này nè, chạy cần số mỗi lần nó ra một cái trang mới. Ok, lỗi rồi. Ở đây nó kêu dòng 70, nó set in instant, thấy không, là nó lỗi liền, nó không có chạy được. Nó kêu là gì? System non referring exception, có nghĩa là nè, dòng 70 nè, trong cái to string nè đó, có nghĩa nè, nó nói dòng này bị lỗi. Bị lỗi là ý nó ở lỗi ở đây có nghĩa là cái thằng this.authorY này nè, nó không tồn tại. Có nghĩa là do cái mảng ban đầu bạn tạo ra 5 thằng nhưng mà bạn chỉ có 2 thằng thôi. Cho nên là nó sẽ gặp giá trị null để mà mình có thể xử lý cái lỗi này. Thì mình sẽ kiểm tra nó. Thằng này mà nó khác, dấu khác nè, à, toán tự khác. Khác có nghĩa là dấu than bằng mà khác đó. Khác null thì mình mới cộng cái này lên, cũng y chang như vậy. Ở dưới đây mình cũng phải kiểm tra là thằng thêm này nó khác luôn không đó. Mình có hai kiểu for. Ok, giờ mình chạy lại ha. Đó, ok, ra bình thường. Ra bình thường. Cho nên á, khi mà mình set cái giá trị này, mình nên để ý. Nếu mà mình set một thôi, thì nó sẽ bị lỗi ngay lập tức. Bởi vì giá trị này không có số 1. Mình chạy tới thử luôn nè. Đó, thấy không? Nó lại nói. Nó nói là system index our brings exception, có nghĩa là ngoại lệ không có cái index này, không có index 1, bởi vì đây mình khai báo có 1. Cho nên các bạn phải khai báo vừa đúng hoặc là có thể hơn. Nếu mà hơn thì sẽ làm tốn bộ nhớ. Còn nếu mà bằng á thì mình không thể nào mình thêm một cái auto khác vào nữa. Ví dụ ở đây tạo 2 nhưng mà lúc đầu bạn tạo 1 thôi, lúc sau bạn thêm 1 vào nữa đó, mình thêm 1 vào nữa thì mình sẽ được. Cho nên là cứ tốt nhất là bạn để hơn thì hơn một xíu thôi, đừng để quá nhiều. Ok, đến đây là mình kết thúc bài số 8 này rồi. Thì mấy bạn cứ tiếp tục tương tự, mấy bạn làm lại những bài dưới đây ha. Thì ok, thế là xong rồi đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, cố gắng làm bài ha.